Ôi lâu lắm mới gặp lại hai em ăn chờ có lâu không? Không kéo ăn cũng xiêm xiêm rồi nhỉ. Tôi ngồi đây cho. Bỏ mất cái ghế đi, bỏ mất ghế đi. Bỏ mất cái ghế này ra cho anh. Dây ăn. À đâu cho anh buffet Coca đi. Buffet là phải cả ba người mình hả? Cả ba người nhưng mà không cùng một già đấy đúng không? À, mỗi người 2 triệu. À, thôi cho anh 7 áp nữa đi. Thế nhưng mà được mấy tính người chứ. So với lẩu pha này nó tương đương nhỉ? Kiểu đúng không? Kiểu. Lẩu pha này như nó dài hơn, thang máy cũng biết rồi. Đây là có diện tích nhà là nói chung là vẫn khá hơn anh em mình. Em ăn đi. Bây giờ chán thì. Làm chân gà nhé. Chân gà đưa được. Bây giờ chặt. Thôi không. Em ăn đủ lên. Ăn no nhanh. Mình kết thân với toàn người cũng có cái chất thấy lành lành thật nhỉ. Thấy Hà hiền lành trông rất chân thật. Giống tính anh em mình. Anh em. Món này thế mà ngon phết. Món này mà ăn với cơm thì 2 miếng chân vào hết bát cơm. Ăn nó chỉ cần tí thôi nhưng mà thấm cái vị. Yeah.